Hồng Kông truy nã người nghi nhiễm virus Corona trốn cách ly. Cảnh sát Hồng Kông đang thông báo truy nã hai người có nguy cơ nhiễm virus Corona nhưng vi phạm lệnh cách ly và đã bỏ trốn. Lãnh đạo Sở Y tế Hồng Kông, Sophie Chan Siu Chi, ngày 10 tháng 2 cho biết, kể từ khi các biện pháp cách ly bắt buộc được áp dụng ở đặc khu, đã có đến 9 trường hợp người bị cách ly tự ý rời khỏi khu vực được chỉ định. Hiện vẫn còn hai người trong số này, cảnh sát Hồng Kông chưa thể xác định được tung tích. Theo South China Morning Post, bà Chan nhấn mạnh Việc người nghi nhiễm virus corona vi phạm lệnh cách ly là tội hình sự. Cảnh sát Hồng Kông sẽ ban bố lệnh truy nã đối với hai đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly. Những người vi phạm có thể đối diện án phạt tối đa 25.000 đô la Hồng Kông, khoảng 3.220 USD và 6 tháng tù, lãnh đạo cơ quan y tế đặc khu cho biết kể từ ngày 8 tháng 2 đã có 1.066 người Hồng Kông và 127 người đến từ bên ngoài Hồng Kông nhận được lệnh cách ly theo dõi trong 14 ngày. Số người nhiễm virus corona chủng mới tại đặc khu ngày 10 tháng 2 đã lên đến 38 trường hợp với 1 ca tử vong. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, hơn 40.600 ca nhiễm và đã được ghi nhận trên toàn thế giới, với 98% nằm tại Trung Quốc đại lục số người bệnh tử vong đã vượt qua đại dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng năm 2002, 2003 và đạt con số 910 người. Chỉ có hai trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận lần lượt tại Philippines và Hồng Kông. Tin tức liên quan khác, chuyên gia Trung Quốc, virus corona mới có thể ủ bệnh đến 24 ngày. Theo một nghiên cứu mới, các chuyên gia Trung Quốc không loại trừ khả năng virus corona siêu lây lan với thời gian ủ bệnh cá biệt lên đến 24 ngày. Nghiên cứu mới do nhà dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc Trung Nam Sơn người phát hiện ra virus SARS năm 2003 dẫn dắt. Nghiên cứu dựa vào bệnh án của 1.099 bệnh nhân tại 552 bệnh viện trên toàn Trung Quốc. Theo Beijing News, phát hiện về thời gian ủ bệnh, cá biệt lên đến 24 ngày ở một bệnh nhân, đi ngược lại kết luận trước đó của giới chuyên gia rằng thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 đến 14 ngày, trung bình 5,2 ngày. Theo nghiên cứu mới được công bố trên thành tảng Medric hôm 9 tháng 2, thời gian ủ bệnh của các ca nhiễm virus corona chủng mới là từ 0 đến 24 ngày, trung bình 3 ngày. Phát hiện này có thể khiến giới hữu trách phải suy nghĩ lại về thời gian cách ly đối với trường hợp nghi ngờ, hiện là 2 tuần. Tuy nhiên, Metric lưu ý rằng đây là phiên bản xem trước của nghiên cứu, chưa trải qua bình duyệt peer review và không nên áp dụng để hướng dẫn thực hành lâm sàng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số lượng đáng kể bệnh nhân không có triệu chứng sốt hay biểu hiện bất thường qua thăm khám hình ảnh lần đầu. Theo đó, chỉ 43,8% bệnh nhân có triệu chứng sốt ở lần khám đầu và 87,9% bệnh nhân phát sốt sau khi nhập viện. Do đó, nghiên cứu cảnh báo nếu việc xác định ca cần theo dõi dựa trên triệu chứng sốt thì các bác sĩ có thể bỏ sót các ca dương tính trong thực tế. Cũng theo nghiên cứu, các triệu chứng phổ biến ở người bệnh là sốt 87,9% và ho 67,7%, trong khi tiêu chảy 3,7% và nôn mửa 5% hiếm gặp. Nghiên cứu cũng chỉ ra không phải tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng viêm phổi, gần 24% trong số các ca nhẹ và hơn 5% các ca nặng cho kết quả chụp phổi bình thường. Các chuyên gia Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng siêu lây lan của virus hiện đã lây cho hơn 40.000 người trên toàn cầu, cũng như củng cố đánh giá về việc lây từ người sang người. Theo kết quả nghiên cứu, chỉ khoảng 1% bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã và hơn 3 phần tư trong số họ là cư dân Vũ Hán hoặc từng có tiếp xúc với người Vũ Hán. Do đó, các chuyên gia cho rằng các buổi tụ tập gia đình hoặc tiếp xúc với người không có biểu hiện bệnh làm tăng tỷ lệ lây nhiễm. Nghiên cứu cũng phát hiện virus có trong phân của 6,5% số bệnh nhân, cũng như xuất hiện ở dạ dày, nước miếng và nước tiểu của một số bệnh nhân. Kết quả này cung cấp thêm bằng chứng để các nhà khoa học xác định con đường lây nhiễm của chủng virus. Ông Trung Nam Sơn được công nhận rộng rãi là người góp phần lớn vào việc khống chế dịch SARS tại Trung Quốc năm 2003. Hiện ông cũng là nhà khoa học hàng đầu trong đội ngũ cố vấn chống dịch virus corona chủng mới. Về tình hình dịch coronavirus, đến sáng mùng 10 tháng 2, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, chủ yếu tập trung tại Trung Quốc và ít nhất 910 người tử vong. Trong số ca tử vong, chỉ có hai trường hợp bên ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm một tại Hồng Kông và một tại Philippines, và cả hai đều trở về từ Vũ Hán. Virus đã lan sang ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 330 ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đại lục theo thống kê của Reuters dựa trên số liệu chính thức. Nhiều nước đã sơ tán công dân từ Hồ Bắc siết chặt đi lại với người đến từ Trung Quốc trong khi các hãng hàng không quốc tế tạm dừng các chuyến bay đi và đến nước này. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về các trường hợp lây nhiễm dù không đi lại ở Trung Quốc trước đó, kêu gọi các nước sẵn sàng ứng phó, song cũng nhấn mạnh công chúng cần giữ bình tĩnh. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin Hồng Kông truy nã người nghi nhiễm virus corona trốn cách ly. Và thông tin chuyên gia Trung Quốc virus corona mới có thể ủ bệnh đến 24 ngày. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.